À hello, có bao giờ các bạn tự hỏi là khi nướng thịt, các bạn không để miếng thịt tiếp xúc trực tiếp với lửa chưa? Luôn giữ được độ tươi ngon và luôn giữ được những chất dinh dưỡng trong miếng thịt. Và nhất là khi các bạn ăn xong bữa ăn thì quần áo các bạn không bị ám khói. Xin chào các bạn, mình là Gấu và mình đến từ Gấu To. Gấu đã quay trở lại rồi đây, và Gấu đang ngồi trong nhà hàng Ton Man Sam. Đây là một nhà hàng thịt nướng buffet, và điều đặc biệt của nhà hàng này đó chính là việc những miếng thịt và những cái món đồ nướng của chúng ta sẽ được nướng trên một phiến đá lớn ơi là lớn như thế này. Thì Gấu được biết thì cái việc mà chúng ta nướng đồ ăn trên một phiến đá to như thế này, nó sẽ làm cho đồ ăn chúng ta tránh tiếp xúc trực tiếp với lửa và giữ được cái độ tươi ngon và cái độ nguyên chất cũng như là những chất dinh dưỡng nằm trong phần đồ ăn đó, như là thịt nè, rau củ nè, đều được giữ trọn vẹn cái phần chất dinh dưỡng của nó khi mà chúng ta nướng trên màn đá thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử coi việc nướng màn đá nó có thật sự thú vị và nó thật sự tươi ngon như những gì được đồn đoán trên mạng hay không. Bây giờ Gấu sẽ gọi món. Chị ơi, ok, xin chào anh. Rồi, để menu nha. Anh tên Văn Thích, phụ bằng mình. Đây có 3 mức giá vé là 179, 219 và 249. 179 thì nó sẽ hạn chế về món nướng hơn nha anh. 219 bao gồm tất cả menu của 179, kèm thêm là sườn heo nướng, thịt nạc dê và bắp bò. 249 là bao gồm tất cả menu tại nhà hàng em, đặc biệt nhất là dìm hăng bò. Cả 3 menu đều có 7 món ăn kèm và 2 loại lẩu. Mức giá tại nhà hàng em là chưa gồm 10% thuế và nướng sẽ tính cho mọi người nha. Theo anh biết thì bên mình nó có cái chương trình mà vào thứ 3 thì được là refill về cái nước ngọt á. Thì cái chương trình nó như thế nào? Dạ, thứ 3 sẽ refill nước ngọt khi khách hàng có thẻ thành viên tại nhà hàng em ạ. Thẻ thành viên hả? Dạ, thẻ thành viên ạ. Con nè. Ăn hồi nào vậy? Sao mới được cái thẻ thành viên này? Dạ, với hóa đơn 500 ngàn sẽ được thẻ thành viên một tí. Mà ăn lâu lắm hả? Lâu lắm rồi anh. Ghê. Dạ, ông tao nữa. Thôi cho anh phần 249 ngàn đi. Tại anh muốn ăn thử hết tất cả các món ở nhà hàng của mình. Vậy bây giờ mình sẽ được lựa chọn menu là 249 bao lên tất cả các món ăn tại nhà hàng. Rồi, bên em có 2 loại lẩu, hai người lựa chọn một cái, muốn chọn loại lẩu nào ạ? Lẩu kim chi với lẩu tôm dùm hả? Ăn gì em mê? Tôm dùm mà. Cho anh lẩu kim chi đi. Lẩu kim chi dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Trong lúc chờ đợi các bạn nhân viên dọn món lên cho Gấu thì Gấu sẽ đi lấy một vài cái đồ ở đây. Thì cái bàn này gọi là một cái bàn buffet, khi mà các bạn muốn lấy cái gì thì các bạn lấy, và các bạn muốn ăn bao nhiêu thì các bạn ăn. Thì ở đây nó gồm có như là rau, củ, các loại nước sốt, các loại kim chi, rồi nó có thêm một vài cái món ăn vặt. Cái này nhìn ngon nè, nhìn ngon lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ lấy mỗi thứ một ít và bắt đầu về bàn để ăn. Thì trong những món nướng Hàn Quốc á, chúng ta không thể nào thiếu đó chính là cái bắp. Thì bắp nó là một trong những cái gọi là đặc trưng luôn của cái phần nướng ở Hàn Quốc. Có thấy ở cái quán nướng Hàn Quốc nào cũng có cho bắp hết trơn. Bây giờ mình sẽ lấy thêm đó chính là xà lách. Rồi, nước sốt này là để chấm hải sản nè. Còn đây là nước sốt barbecue dùng để chấm thịt. Ok, và đây là toàn bộ bàn đồ ăn của Gấu. Và Gấu sẽ ăn ngày hôm nay không chỉ một mình Gấu không, mà các bạn cũng có nhiều lần hỏi Gấu là anh quay phim có được ăn hay không. Thì đây là có của thằng quay phim nữa. Bởi vì nhờ quay phim mà mình mới được ly nước ngọt mà được refill lại trong ngày thứ 3. Sếp nướng thịt trước cho mình nha. Rồi, ok. Ngoài những miếng giá trong miền Nam thì ngoài miền Bắc chúng ta có những miếng giá 129.000 nướng, 149.000 nướng, 169.000 nướng, cộng lẩu. Rồi, ok. Đó thì nướng xong một hồi thì bạn sẽ hỏi mình là có muốn vệ sinh cái bàn đá không. Và bạn sẽ vệ sinh cái bàn đá này và chúng ta sẽ
nướng tiếp cái phần còn lại. Ok, và sau khi mà bạn vệ sinh cái phiến đá xong rồi á, là bỏ lại những cái miếng thịt mà chưa chín á lên trở lại và nướng tiếp. Trong lúc chờ đợi những cái miếng thịt này nó chín và để mình ăn á, thì mình sẽ ăn trước những cái miếng mà được bạn nhân viên đã nướng hồi nãy. Còn các bạn thấy có những cái món vòng vòng xung quanh đây không? Thì tí nữa Gấu sẽ giải quyết cho những món này. Như là Gấu thấy có cơm, mình như cơm xào nè, rồi bò xào gì đó. Trong cái phần 249.000 của mình đó thì nó có cái phần là dìm thăn bò đó. Đây là cái phần dìm thăn bò hồi nãy mình đã nướng ở đây. Các bạn thấy không? Ta sẽ ăn kèm với kim chi. Cái phần dìm thăn bò nó không quá dai và nó cũng không quá mềm. Ăn thịt nó rất là ngọt và rất là tươi. Sau bây giờ chúng ta sẽ ăn đến miếng thịt, đó là miếng thịt năm chỉ. Và cái miếng thịt năm chỉ là cái miếng thịt như thế nào? Đây, Gấu sẽ giới thiệu cho các bạn miếng thịt năm chỉ. Đây, đây chính là miếng thịt năm chỉ. Các bạn có thấy nó khác với miếng thịt ba chỉ chỗ nào không? Chúng ta sẽ thấy được là một lớp mỡ, thịt, mỡ, thịt và cuối cùng là mỡ. Và nó sẽ chia làm 5 lớp và đây gọi là miếng thịt năm chỉ. Đó, đây đây là cách ăn mà của người Hàn Quốc. Khi mà dự người ta ăn muốn ăn một miếng thịt, nó sẽ lấy thật nhiều miếng thịt luôn. Một phần nấm tổng hợp chung với lại phần này à, và khi mà các bạn ăn hết á, tại vì đây là một nhà buffet nên là khi mà ăn hết các bạn có thể kêu thêm và kêu thêm những cái phần thịt như vậy ăn tiếp, không nói nữa, bị dụ nói hoài. Đây mình có thể review để một cái khác nha. À, đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Ok, vậy nãy là Gấu đã ăn hết phần thịt. Mình sẽ thử tới cái phần kế tiếp, đó là một phần cơm. Đây là phần cơm chiên nạp cẩm và vẫn phải nhờ đến bạn phục vụ giúp Gấu có thể làm phần này. Tại vì mình không biết làm rồi. Và đầu tiên chúng ta sẽ làm nóng các nguyên liệu mà có sẵn trên cái thố cơm. Đó chính là bạch tuộc nè, bắp nè, cà rốt và củ cải trắng. Có cả tôm luôn. Đó, chúng ta sẽ làm nóng vô. Và sau khi các nguyên liệu đã nóng lên thì bạn nhân viên sẽ cho phần cơm vào đó. Và mọi thứ đã xong hết thì bạn nhân viên sẽ đập một quả trứng vào. Wow. Ok, và đây là phần cơm của Gấu, các bạn thấy không? Cơm được chiên không bằng dầu. Không hề có một miếng dầu luôn mà các bạn thấy chiên thô trên một cái phiến đá thế này. Và để Gấu thử coi là nếu mà chiên như vậy thì mùi vị như thế nào. Thì về cảm quan của Gấu á, về cái nhìn của Gấu á, thì nhìn vô là nó rất là kiểu healthy á. Tại vì có dầu mỡ gì đâu. Còn ăn thì không biết như thế nào, ăn thử. Ngon lắm các bạn ơi. Cơm rất là ngon luôn, vừa ăn không bị ngấy. Và điều đặc biệt á, hồi nãy Gấu thấy á, là bạn nhân viên là bạn bỏ một cục cơm trắng vô. Nhưng mà khi mà trộn chung lại tất cả với nhau á, thì cái món này nó có một cái vị mặn mà một cái nó hòa lại với nhau, nó rất là hợp lý và ăn rất là ngon. Tức là ăn vừa miệng luôn á, quá ngon. Và nãy giờ á, thì mình quên ăn canh, thì có hai cái tô canh ở ngoài. Các bạn sẽ để lên một phần mình làm nóng giống như là cái nồi lẩu điện tử á. Và canh mình đang ăn đó là canh Sun Tubu, nó là một dạng canh tàu hủ. Cơm ngon, canh ngon. Cái này là trứng gà nè các bạn. Ngon quá. Ăn cái món kế tiếp đó chính là món bò xào. Bò xào trên bàn đá. Cuối cùng thì đã có dầu xuất hiện.
Dầu mè, à dầu mè nó là dầu thực vật thôi, không sao hết. Ăn vẫn rất là tốt cho tim mạch. Thơm, 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 thơm. Và đây, đây là món kế tiếp mà Gấu muốn giới thiệu cho các bạn ở Don Ban Sam, đó chính là món bò xào. Các bạn thấy không, những phần ăn ở đây rất là khổng lồ và mọi thứ được làm trực tiếp trước mặt các bạn luôn. Và nguyên liệu ở đây thì thôi, tươi xanh khỏi nói. Nhưng mà đây là bò xào rất là vừa ăn, vừa chín tới, không bị quá dai mà không bị quá mềm. Từ đầu đến giờ mình chưa chê món nào đúng không? Mọi người thật sự là mấy món ở đây không có khuyết điểm để mình chê. Và cuối cùng đây là món lẩu kim chi. Thì đây các bạn thấy không, lẩu kim chi các bạn ăn ở ngoài thường là mì gì, đó là mì gói. Và hôm nay chúng ta đã được ăn mì Udon. Có thấy là tại sao cái phần cơm nào đặc cẩm nó nằm đó nãy giờ không? Bởi vì muốn giới thiệu cho các bạn những cái món ăn mà trong phần 249.000 mà các bạn có thể kêu những gì những gì, thì Gấu đã mặc dù là được chọn hai phần cơm nhưng mà Gấu có kêu thêm một cái này, nhờ bạn, nhờ bên nhà hàng đem ra một thêm một phần này nữa để muốn là cho các bạn thấy là các bạn sẽ có những phần cơm gì khi mà các bạn ăn ở đây. Đã không? Và đây, đây là chén lẩu của mình và thịt heo cũng đã chín rồi, mình sẽ ăn thử. Ngon quá. Mọi thứ nó đều nằm trong cái mức gọi là hoàn hảo. Đó, các bạn thấy không? Thịt ngon, bò xào ngon, cơm ngon và lẩu ngon. Với giá tiền như vậy thì Gấu nghĩ nó rất là xứng đáng và để cho chúng ta có thể là đến đây và thử một lần cái việc gọi là ăn đồ ăn trên những cái phiến đá như vậy. Thì đây, đây là một bàn tiệc buffet nên là những món như là phần thịt ở đây và các món ăn kèm ở đây, món ăn kèm ở đây thì các bạn đều được kêu thêm hết. Tức như là các bạn ăn hết và thì các bạn được kêu nữa, ăn hết các bạn được kêu nữa. Nhưng chỉ có duy nhất đó là lẩu. Lẩu nha là các bạn chỉ được kêu một lần. Và nếu mà muốn kêu thêm thì nhân viên sẽ chăm thêm nước lẩu và chăm thêm rau cho các bạn. Các bạn thấy mấy con heo bên này không? Thôi dễ thương ha. Và ok, và cuối cùng hôm nay Gấu cũng đã review cho các bạn loại hình ăn rất là mới và cũng rất là đặc biệt đến từ Don Ban Sam. Đó chính là ăn đồ nướng trên bàn đá. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về việc ăn đồ nướng trên một phiến đá to như thế này thì bạn có thể comment bên dưới cho Gấu biết. Và nếu mà các bạn thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên để lại những bình luận bên dưới để chia sẻ cho Gấu những món ăn mới và cũng như là những địa điểm ăn uống mới hot trên Sài Gòn hoặc là ở bất kỳ đâu trong thời điểm hiện tại. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Và nhớ, nếu mà các bạn muốn trải nghiệm một cái việc ăn uống mới hơn, lạ hơn và kiểu như là giữ được cái độ tươi ngon và cái nguyên bản của miếng thịt thì các bạn hãy đến Don Ban Sam để được thưởng thức những món ăn trên bàn đá. Xin chào và hẹn gặp lại.